Các bác thân mến, các bác có thể sau lưng em Nghĩa đây đẹp tuyệt vời không ạ? Một cảnh đồng lúa ở miền núi nhá các bác nhá, ruộng bậc thang. Đẹp. Kính thưa các bác, thì có những cái chuyến đi em tìm nhà, xem nhà để giới thiệu cho các bác ấy, nó có những cái cảm xúc khác nhau. Còn riêng ngôi nhà sàn quý hiếm này, phần ngói lợp bằng gỗ sa mu này, thì là anh chủ nhà có một cái hoàn cảnh nó tương đối là đặc biệt, và em Nghĩa cũng thấy rất là thương anh. Thương ở cái chỗ là bây giờ là do điều kiện kinh tế nuôi các con ăn học á, một như em Nghĩa đã nói ở video trước, em Nghĩa xin không kể chi tiết miêu tả cái hiện trạng của ngôi nhà này nữa, bởi vì là có cái video kia rồi thì các bác có thể là xem lại ở cái video là nhà mà lợp một ngói sa mu ấy để rõ thêm. Thì em Nghĩa chỉ nói thêm thế này về bạn này, bạn đang rất là cần tiền, bạn muốn bán cái căn nhà này để thứ nhất là cho có một khoản kinh phí cho một người con trai chuẩn bị đi xuất khẩu lao động bên Hàn, chuẩn bị đóng tiền rồi. Còn cô con gái thì đang học năm cuối là học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh nhá. Nhà này thì ở xã biên giới Thông Thủ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Thì là anh này bây giờ bảo là anh quyết định bán nhà là bước đường cùng rồi chú ạ. Anh bán cái căn nhà này là cũng như kiểu cắt tim cắt gan của anh ấy, bởi vì là cái nhà tâm huyết anh làm, và bây giờ là mình không cho con được của cải, nhưng mà cố gắng cho con cái công việc, cho con cái cơ hội để sau này nó tự nuôi sống bản thân nó, chứ để lại căn nhà bán ra để lại căn nhà này sau này thì là cũng chả biết như chia như thế nào, nó cũng chỉ là cái chỗ ở thôi. Nhưng mà đây là vừa cái nếp văn hóa của người Thái, hai nữa là cái truyền thống. Và người Thái có cái truyền thống là ở nhà sàn từ ngày xưa, và bán đi cái ngôi nhà này thì là một cái sự gọi là đấu tranh tư tưởng mãi thì anh mới quyết định bán. Mà hôm trước em Nghĩa lên thì anh ấy bảo là nhà của anh nó đẹp, nó kỳ công, nó làm gỗ cửa kêu là gỗ rồi hoàn toàn các bác này. Đó, em Nghĩa gầm sàn cao 2m3 đó. Ván sàn thì bằng gỗ quế rừng ghép rất đẹp. Trong nhà thì mời các bác vào xem qua một chút rồi nghe em Nghĩa tâm sự thêm. Đó, trong nhà rất là đẹp. Thì anh ấy bảo là bước đường cùng rồi anh mới phải bán. Mà nhà của anh đẹp như thế này, phần trên là lợp sa mu các bác nhá, thì cái giá mà anh đưa ra thì nó cũng không phải là rẻ, nhưng mà cũng không phải là đắt. Thì anh đưa ra con số là 2 tỷ cho căn nhà này. Còn cái giá để mà họ tháo dỡ, vận chuyển và hoàn thiện tại chỗ thì nó tầm 350 đến 300. Bây giờ thì không biết tăng hay giảm, nhưng mà em Nghĩa cũng mạnh dạn đưa lên ở cái video trước á, là giá hoàn thiện cho các bác là 2 tỷ 350 triệu. Đó, thì có thể chúng ta sẽ thương lượng rồi sau khi đã chốt mua nhà thì chúng ta sẽ liên hệ với thợ tháo dỡ lắp dựng á. Thì em Nghĩa cũng chỉ là đi giới thiệu thôi, thì em Nghĩa sẽ gọi thợ sẽ cân đối, tất nhiên thì em Nghĩa sẽ lấy đồ ở trong đó một chút công chứ không phải là không. Đấy, thì nhưng mà anh này anh quá cần tiền, anh gọi điện cho em liên tục bảo là có cái anh gì mà bạn của em mà đang quan tâm ấy thì hỏi xem anh ấy xem, nếu mà cái giá của anh đưa ra đó thì không phải là sẽ bán nguyên cái giá đấy mà vẫn có thể thương lượng giảm được. Thì anh ấy bảo là anh có thể giảm 200-300 triệu cho căn nhà này, tiền nhà nha các bác nha, tiền riêng ngôi nhà, còn tiền tháo dỡ lắp dựng rồi thủ tục vận chuyển rồi lật đá các thứ thì lại liên hệ có một cái đội thợ là chuyên làm cái việc đấy, thì anh sẽ giới thiệu cho để mình trực tiếp mình làm việc đó. Thì cái căn nhà này thì anh ấy có thể là bạn nào quan tâm nhá, thì đừng bỏ lỡ cái cơ hội này. Anh này rất cần tiền này, anh này gọi điện xuống, mà nếu mà không có khách nào lấy được thì cũng bảo cho anh để anh biết, để anh có cái hướng xoay sở khác. Đó, thì em cũng lại sợ là anh này sẽ bán giá nó quá rẻ đi thì mình lại lỡ mất cái cơ hội. Bác nào mà quan tâm đến cái xem được cái video này, quan tâm đến cái căn nhà sàn này thì hãy trực tiếp liên hệ với em Nghĩa để em Nghĩa là kết nối giúp các bác.
căn nhà này thì nó sẽ giảm 200-300 triệu, thì từ 2 tỷ thì nó còn khoảng 1.7 tỷ các bác ạ. Em nghĩ thấy nó không có cái cơ hội nào để sở hữu một căn nhà nào mà nó đẹp, mà nó quy mô như thế này, cũng tốt như thế này. Em nghĩ mà có tiền là em nghĩ cũng sẽ sẵn sàng cho anh này vay, để em nghĩ tính phương án như kiểu trả góp ấy, có thể lấy căn nhà này. Nhưng mà khổ bây giờ em nghĩ cũng tài chính trong tay thì nó cũng có hạn hẹp, đang nuôi con nữa rồi nó kia bao thứ nữa. Thì em nghĩ là mong là bác nào xem được video này hãy liên hệ ngay với em Nghĩa, để em Nghĩa sớm có thể báo lại cho anh này, chứ không anh này lại có cái phương án khác thì lúc đó mình lại lỡ mất một cơ hội là để sở hữu một cái căn nhà nó quá đẹp quá chất như thế này. Đó. Em Nghĩa có số điện thoại là 0833 281 888 nha các bạn nhé. Các bạn muốn xem chi tiết lại cái kích thước cũng như các cái thông số của ngôi nhà thì hãy vào xem lại cái video, em sẽ để link ở dưới phần mô tả, hoặc là các bác lội xuống một vài cái video thì sẽ thấy cái căn nhà em Nghĩa giới thiệu rồi. Em Nghĩa xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bác đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để đón xem những tập mới từ kênh Nhà Sàn Trẻ Đẹp nhé.